Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về dự án coi nha các bạn. Nodeco chúng ta khai thác trên uh, Telegram nha các bạn của mạng uh, to nha. Thì hiện tại nếu mà các bạn muốn bán cái đồng coi thì các bạn có thể bán được rồi nha. Nhưng mà các bạn bán dưới dạng là NFT nha các bạn. Tức là ví dụ các bạn các bạn bấm vào cái phần chain này nè. Ở cái phần chain này thì các bạn bấm vào ô bên trên nè, nhưng mà các bạn chờ 10 giây nha. Đây, khi mà các bạn bấm vào á thì các bạn có thể đó là kết nối với cái ví tôn nha cái ví ở trên telegram đó để mà các bạn đó là tạo ra cái voucher nha các bạn đây ví dụ các bạn bấm vào thì các bạn có thể nhập số lượng ở đây nè số 1, số 2. mỗi một cái gói á, là các bạn có thể tạo 10 triệu 10 triệu cái đồng mà nốt nha các bạn để mà bán đóng một cái gói nha rồi các bạn bấm nè cái phí là 0.06 cái tôn nè rồi các bạn bấm còn phim nha nói chung là các bạn phải có cái 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 đồng tôn trong cái quý nha là các bạn kết nối các bạn có thể tạo ra cái đồng uh, tạo ra một cái nộp ti để các bạn đem lên sàn các bạn bán nha nhưng mà cái này á là các bạn có thể bán ở thời điểm hiện tại hoặc nếu không á các bạn thấy rắc rối quá mà giá ở thời điểm hiện tại mình nói là nó thấp nha các bạn, nó không được cao nha. Giá ở thời điểm hiện tại là hơi thấp. Các bạn có thể chờ à, khai, các bạn cứ khai thác bình thường đi và các bạn chờ nó lên sàn các bạn bán, mình nói giá của nó sẽ cao hơn nha các bạn. Hiện tại giá của nó cũng tương đối thấp cho nên các bạn không nên bán nha và mình cũng không hướng dẫn kỹ các bạn bán đâu, tại vì mình thấy cái đó nó không có lời các bạn. Hiện tại bán các bạn bán thì các bạn bán vẫn được, các bạn nào thích bán thì bán thôi. Đấy các bạn tạo nào để mình vào cái ví đây ở giao diện trên telegram như thế này nha các bạn bấm cho mình vào dấu menu nè rồi tại đây các bạn kéo xuống dưới nè các bạn phải có cái 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 wallet này nè các bạn bấm vào còn bạn nào mà chưa tạo cái wallet đó, thì các bạn xem lại video trước của mình nha video trước của mình mình đã hướng dẫn rồi rồi ở đây các bạn có thể ở đây nè cái các bạn có thể chuyển cái đồng tôn vào trong cái ví này nè cái địa chỉ ví này các bạn bấm vào chỗ này nha đấy rồi các bạn bấm deposit nè rồi các bạn copy cái địa chỉ với này hoặc là các bạn có thể quét mã QR nè để mà chuyển cái đồng tôn vào đây. Cái đồng đó thì các bạn có thể lên cái đồng tôn là TON là Các bạn có thể lên sàn giao dịch OKX để mà các bạn mua nha. Còn mà nào mà chưa có sàn giao dịch OKX thì các bạn có thể đăng ký đường link mình để bên dưới phần bình luận nha. Đấy là các bạn phải có cái đồng tôn trong cái quý này nha các bạn. Đây cái đồng tôn trong cái quý này nè, các bạn mới có thể mua được nha. Đấy. Rồi khi có đồng tôn thì các bạn cứ tạo một cái voucher để mà các bạn mua. Rồi khi mà các bạn mua xong á, các bạn tiến hành đăng nhập vào cái trang của nó nha các bạn để mình vào cái trang của nó luôn cho các bạn xem. Đây nè các bạn nè, à, khi các bạn tạo cái voucher xong á, các bạn vào cái trang của nó nè, đó là cái trang getgame io nha. Thì các bạn phải liên kết với ví nha, các bạn bấm bên trên nè, à, nó có cái chữ connect wallet á, các bạn liên kết với cái ví của cái ví telegram cái ví tôn đó các bạn. À, còn ở đây thì mình đã liên kết rồi nè. Thì các bạn bấm vào trang cá nhân của bạn. Khi mà các bạn tạo ví xong á, thì các bạn bấm vào cái hình cái con con người nè, cái hình logo á, thì nó sẽ hiện ra những cái đồng mà các bạn đã tạo. Còn mình ở đây thì mình chưa tạo nè, nó kêu là chưa có cái gì nè. Đây các bạn có thể bấm vào những cái phần này là lịch sử giao dịch nè. Đấy, thì các bạn có thể đem cái cái nộp tay cái đóng gói mà 10 triệu cái đồng mà nó coi để các bạn đem lên sàn này các bạn bán nha. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn mua thì ở ở ngồi trang chủ nó cũng hiện lên giá rất là nhiều các bạn. Đây là cái giá của nó nè, hiện tại cái giá trung bình của nó nè là 0.82 cái đồng tôn trên một triệu cái cái đồng uh, nốt nha các bạn. Đấy, à, thì các bạn có cái giá này là đây là cái giá trung bình thôi các bạn còn những cái giá bên dưới của nó nè là mỗi người á, người ta bán mỗi khác nha các bạn đây ví dụ như cái bạn này á, là à, bán là 0.1 tôn trên một triệu nè à, rồi bạn này thì bán lại bán 0.111 tôn à, trên à, đó là một triệu cái đồng nốt à. đấy mỗi người bán mỗi cái giá nha bạn như bạn này là bán 0.121 nè đấy nói chung ai muốn đặt giá bao nhiêu thì đặt các bạn có quyền mua nha nếu mà các bạn mua thì các bạn bấm vào chọn một cái cái gói nào đó các bạn phù hợp với giá của các bạn các bạn có thể bấm xuống dưới nè bên dưới có cái nút mua nè các bạn có thể mua nha hoặc là các bạn có thể đấu giá nha tùy theo các bạn thôi còn ở đây các bạn mua thì các bạn mua các bạn cũng phải có cái đồng tôn trong cái ví nha đấy nói chung các bạn làm cái gì cũng phải có cái đồng tôn trong cái ví để mà các bạn mới có thể mua được các bạn tạo ra cái voucher thì các bạn cũng có cái đồng tôn để làm phí mà các bạn mua thì các bạn cũng có cái đồng tôn để mà thanh toán nha các bạn thì uh, nối tóm lại hiện tại là cái thằng uh, nốt coin nó hiện tại đã có giá trị rồi các bạn ạ à. và hiện tại á uh, các bạn có thể bán bán thời điểm hiện tại thì uh, theo cá nhân mình á uh, thì giá nó hơi thấp nha các bạn thì các bạn có thể bán hoặc là không nếu bạn nào cần còn uh, tiền ở hiện, hiện tại thì các bạn có thể bán còn bạn nào thích mua ở hiện tại thì các bạn có thể mua nhưng mà sau này mà nó lên sàn á uh, nếu mà các bạn mà uh, bán ở thời điểm hiện tại sau này nó lên sàn giá nó cao á uh, thì uh, tương đối là hối tiếc nha còn nếu mà các bạn mua ở thời điểm uh, hiện tại á uh, thì sau này mà lên xe giá của nó cao thì các bạn sẽ có lời như các bạn đấy nói chung cái quyền mua hay cái quyền bán hay như thế nào đó là cái quyền quyết định của mỗi bạn nha ở đây mình chỉ nói sơ qua về cách mà các bạn có thể mua và bán cái đồng mà À, đó là nốt coi nha các bạn còn à, đối với mình riêng mình thì mình không bán không mua gì hết ở thời điểm hiện tại nha các bạn hiện tại mình thấy giá tương đối thấp và mình sẽ tiếp tục khai thác bình thường thôi các bạn đấy mình khai thác bình thường để chờ lên sàn và mình sẽ bán nha các bạn nói chung lên sàn giao dịch đó thì nó sẽ dễ hơn nha còn hiện tại nếu mà các bạn muốn bán đó, thì các bạn phải làm mà trải qua rất nhiều bước nói chung rất là rất rối à, bạn nào mà mới thì các bạn khó có thể làm được nha các bạn thì mình chỉ nói sơ qua thôi chứ mình không hướng dẫn các bạn à, à, sâu nha nhưng mà mình cũng không khuyến khích các bạn à, bán ở thời điểm hiện tại. Đâu. Rồi và hiện tại nó vẫn khai thác miễn phí Bạn nào mà chưa đăng ký khai thác á, Thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phòng bình luận Để mà khai thác nha các bạn Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn